em đi nó khủng khiếp nhỉ. Nhìn ra màn hình như thế đấy. Khủng khiếp. Ra muộn nó ra chát chân chát. Đây cũng thế. Chát chân chát. Ok, rồi, bắt đầu xử lý. Chỗ này của em nó còn có cả sẹo nữa em dai ạ. Chứ nó không chỉ đơn thuần là mụn không, mà nó có cả sẹo. Sẹo là những cái mà kiểu mụn để lại ấy. Rất là nhiều những một ẩn mình phải xử lý dần này. Mình phải phục luôn. Đâu có đau không em Giang? Cảnh bình thường. Bình thường. Thấy ngược cổ lên tí. Cool. Nó hơi chán tí nào. Cool. Nó hơi chán tí nào. Okay.